tổng hợp chuỗi video hướng dẫn thiết kế PowerPoint nâng cao về Tết Nguyên đán để giúp chúng ta sáng tạo slide thuyết trình khởi đầu năm mới thật thành công. Cùng học cách tạo hiệu ứng pháo hoa để thiết kế slide PowerPoint đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đầu tiên, chúng ta sẽ vẽ một hình khối đà địch rồi kéo điểm vàng để tạo nên một chùm pháo hoa. Sau đó, mọi người thêm hiệu ứng xuất hiện là zoom để tạo chuyển động nổ ra. Bước kế tiếp, chúng ta thêm hiệu ứng biến mất là shape để tạo chuyển động tỏa ra. Mọi người mở bảng quản lý chuyển động, nhấn chuột phải vào hiệu ứng màu đỏ cho Start with PBS, rồi chỉnh thời gian của chuyển động xuống còn 1 giây. Bước cuối cùng, chúng ta vào Transition, chọn chuyển cảnh là ngăn, rồi vào File, chọn Export, vào mục tạo ảnh động, chọn chất lượng cao nhất để nền ảnh trong suốt, chỉnh thời gian của phân cảnh là 1 giây, rồi nhấn Create. Và thành quả, chúng ta sẽ có một chùm pháo hoa nổ ra liên tục không ngừng nghỉ trên slide PowerPoint Tết Nguyên đán. Hơn thế nữa, mọi người có thể copy ra nhiều pháo hoa mới rồi vào Recolor để đổi màu. Từ đó, chúng ta sẽ có những chùm pháo hoa đa sắc ở trên slide. Cùng ghé vào Night Slide để học thêm các hiệu ứng mạo vàng cùng animation phức tạp để thiết kế intro thật ấn tượng cho slide PowerPoint Tết Nguyên đán nha. Nice Life xin dành tặng cả nhà một intro Quý Mão 2023 đẹp tuyệt vời để giúp chúng ta mở màn bài thuyết trình đầu xuân năm mới thực sự ấn tượng nhỉ. Chúng ta có thể truy cập niceslide.vn/intro2023 để nhận chọn bộ các slide PowerPoint được thiết kế sẵn animation tuyệt đẹp về Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nhỉ. Với các học viên trong khóa học PowerPoint online tại niceslide.com, chúng ta có thể truy cập khóa học bonus trong gói combo để có thể tải trực tiếp bộ intro PowerPoint cực kỳ quý giá này. Cùng học cách tạo hiệu ứng mạ vàng cho chữ để mang đến không khí tài lộc cho slide PowerPoint Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm bề mặt chất liệu vàng với từ khóa Gold Texture. Mọi người có thể chuyển sang màu Shiny để có bề mặt vàng tươi sáng, lung linh hơn. Mình sẽ thử chọn một hình ảnh bất kỳ rồi nhấn chuột phải để lưu ảnh về. Sau đó, chúng ta chọn nội dung chữ cần mạ vàng, vào Shape Format, vào Text Field, chọn Picture, chọn tiếp From a File để lồng được ảnh mới tải về vào bên trong chữ. Ngay lập tức, tiêu đề của chúng ta sẽ được mạ vàng để mang đến không khí phú quý tài lộc cho slide PowerPoint đầu xuân năm mới. Và khi kết hợp với những animation được hướng dẫn bởi Nice Slide, chúng ta sẽ có ngay một intro PowerPoint cực kỳ ấn tượng như thế này. Tổng hợp các phông chữ thư pháp mang đậm vẻ đẹp truyền thống để mang đến không khí Tết Nguyên đán cho slide PowerPoint Quý Mão 2023. Tất cả các phông thư pháp tuyệt vời này đều đã được tổng hợp trong họ phông Nice Slide 6 được chọn lọc tâm huyết bởi Nice Slide. Và đặc biệt, chúng ta có thể tải đầy đủ bộ phông cực kỳ quý giá này tại niceslide.vn/phông. Với các phông chữ mà Nice Slide đã tin tưởng để chọn mặt gửi vàng, chúng ta có thể tự tay thiết kế slide PowerPoint Tết Nguyên đán tuyệt đẹp với những animation cực kỳ ấn tượng để khởi đầu năm mới thật thành công. Cùng học cách sử dụng PowerPoint để tạo hiệu ứng mở ra giải lụa câu đối chúc mừng năm mới cho slide PowerPoint Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đầu tiên, chúng ta sẽ vẽ các hình chữ nhật và phối màu gradient để có được thanh quận giống như trên slide hiện tại của mình. Sau đó, mọi người sẽ vẽ thêm một hình chữ nhật thật dài tràn ra phía bên ngoài của slide, rồi tô màu giống với nền của slide hiện tại là màu trắng. Chúng ta nhấn chuột phải vào thanh quận, chọn Bring to Front để đặt đè lên trên hình chữ nhật, rồi giữ Shift để chọn được cả hai vật thể, nhấn chuột phải chọn Group. Mọi người giữ Ctrl Shift kéo vật thể sang phải để nhân đôi thẳng hàng. Sau đó, vào Shape Format, vào Rotate và chọn Flip để lật ngược với khối ban đầu. Bước kế tiếp, chúng ta nhấn chuột phải vào slide, chọn Duplicate để nhân đôi. Quay lại slide trước, chúng ta sẽ di chuyển sao cho hai thanh quận che kín được giải lụa câu đối. Bước cuối cùng, chúng ta vào Transition, chọn chuyển cảnh làm Morph. Và đây sẽ là thành quả của chúng ta. Từ đó, chúng ta có thể gửi gắm các lời chúc đầu xuân năm mới thật ấn tượng và ý nghĩa trên slide PowerPoint Tết Nguyên đán. Cùng khoác lên chiếc áo mang đậm vẻ đẹp của Tết Nguyên đán thông qua những bảng màu sinh ra là để dành cho slide PowerPoint Quý Mão 2023. Cùng học cách ứng dụng tính năng 3D của PowerPoint để tạo hiệu ứng cơn mưa tài lộc cho slide PowerPoint Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào Insert chọn 3D. Trong bảng hiện ra, mọi người tìm với từ khóa Money. Chúng ta sẽ chọn hình ảnh cơn mưa đồng xu có biểu tượng người chạy rồi nhấn Insert để chèn vào slide. Bước kế tiếp, mọi người chọn hình ảnh vào 3D Format, vào Scene và chọn cảnh số 3. Bước cuối cùng, chúng ta vào Animation, chỉnh thời gian chạy khoảng 12 giây để tốc độ rơi chậm hơn. Và thành quả, chúng ta sẽ có một cơn mưa tài lộc trên slide PowerPoint Tết Nguyên đán để từ đó gửi gắm lời chúc may mắn và phú quý trong bài thuyết trình đầu xuân năm mới. Cùng học cách tự tay thiết kế sticker một em mèo cực xinh để thiết kế slide PowerPoint cho Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Đầu tiên, mọi người sẽ tạo animation hoạt cảnh trực tiếp ở trên slide. Phương pháp để tìm được ảnh minh họa và tạo được chuyển động như mình đang làm, chúng ta có thể ghé vào Nice Slide để tham khảo nha. Sau đó, mọi người vào Transition, chọn chuyển cảnh là None để không có độ trễ khi mà sticker lặp lại. Bước kế tiếp, chúng ta vào File, chọn Export, chọn Create an Animated GIF. Mọi người sẽ chọn chất lượng ảnh cao nhất để nền ảnh trong suốt thời gian chuyển cảnh là 0 giây, rồi nhấn Create GIF. Và thành quả, chúng ta sẽ được ngay ảnh động 1ml đang chúc mừng năm mới được lặp lại không ngừng và đặc biệt là không hề có nền để có thể đặt trên mọi background của slide PowerPoint. Hơn thế nữa, chúng ta hoàn toàn có thể gửi ảnh động này qua tin nhắn kèm theo những lời gửi gắm yêu thương đến với bạn bè, người thân hoặc thậm chí là crush của chúng ta. Có người yêu nhờ vào PowerPoint, phép màu này hoàn toàn có thể xảy ra. Cùng học cách sử dụng PowerPoint để thiết kế ảnh đại diện siêu ấn tượng cho dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đầu tiên, chúng ta sẽ chụp ảnh màn hình phần tương tác để mang tới cảm giác đây là một ảnh bài đăng bình thường. Bước kế tiếp, chúng ta giữ Ctrl kéo ảnh ra ngoài để nhân đôi. Sau đó vào Picture Format, chọn Remove Background để tách nền bộ phận muốn tràn ra bên ngoài của khung ảnh. Mọi người sẽ dùng dấu cộng để đánh dấu phần cần giữ lại và dùng dấu trừ để xóa đi phần thừa. Sau khi đã hoàn thành, chúng ta nhấn Keep Change để lưu kết quả. Chúng ta di chuyển sao cho hai ảnh trùng khớp với nhau, rồi mở Crop để cắt lấy nửa dưới của nhân vật. Bước cuối cùng, chúng ta vào Picture Effects, vào Shadow để tạo bóng, giúp cho bộ phận đang tràn ra bên ngoài sẽ có chiều sâu và cảm giác 3D thật hơn. Và đây là thành quả của chúng ta chỉ sau một vài bước cực kỳ đơn giản. Chúc cả nhà sẽ có những bức ảnh đại diện thực sự ấn tượng và gây được bất ngờ cho người thân, gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nha. Mong cả nhà sẽ cùng ghé qua niceslide.com để tham khảo khóa học PowerPoint online được Niceslide đầu tư tâm huyết xây dựng giáo án và bộ công cụ trong hơn 8 năm qua để từ đó làm chủ toàn bộ sức mạnh thiết kế vượt trội của PowerPoint.